Hải Đăng xin chào bạn. Sau đây Hải Đăng xin giới thiệu các bạn máy Queen 2 ST5000. Máy đơn giản. Spinning dòng máy đứng. T5000 10 vòng bi các bạn. Đây, 10 vòng bi. Lô bằng nhựa. Này đã vào sẵn khớp của Queen 2 này, nhà sản xuất Queen 2. Tỷ lệ truyền của máy này 5.1.1. Thu dây. Sức chứa dây của máy 0.35 là được 180m. 4.0 là 140m. 5.0 là 100m. Máy sản xuất năm 2016. Phòng máy giá rẻ, bình dân cho các bạn mới tập câu. Đây là tay quay. Chốt gập khi sốt ấn chốt để gập tay quay. Hãm tay quay. Lúc bạn di chuyển nó không bị gãy tay. Máy đảo được hai tay các bạn. Đây đang quay tay trái. Bạn chuyển sang tay phải đây. Bạn mua cái ốc này. Chuyển sang. Chuyển bạn lấy cái long đen sang. Đấy, bạn nào quay tay phải thì chuyển sang. Đấy, chuyển đơn giản vào đây các bạn. Cần trọng lượng các bạn xem bao nhiêu gram. Trọng lượng của máy các bạn 273 gram. Vừa rồi Hải Đăng xin giới thiệu các bạn máy Queen 2. Hải Đăng xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.